Tiếp tục là La Voici về phục vụ tất cả các bác và anh em. Dành cho những bác, nếu các bác chơi gia đình thì dành cho những bác nào ưa bạo lực, ưa nhạc EDM. Còn đánh sâu thì cũng rất là khủng khiếp các bác ạ. Đối với cái mẫu La Voici thùng đơn này của bên em thì nếu các bác đánh sự kiện thì khuyến cáo các bác chơi từ 2 cặp trở lên. Thì nó sẽ cộng hưởng rất là khủng khiếp. Công suất lớn, mạnh mẽ, đẹp và rất uy lực dành cho tất cả các bác nào mà đang cần những quả trầm thực sự là đáng tiền và giá hợp lý. Đây là loa súp đơn sử dụng bát La Voici. Và cái súp này thì đến từ hãng Idea Sun các bác nhé. Đến từ hãng Idea Sun. Đây em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó đây này. Đây. Idea Sun B118D. Đây các bác nhìn kích thước này. 60 này, 70 này, 75 này, có nghĩa là chiều rộng, chiều cao và chiều dài. Đấy. 8 ohm, giờ máy 800W, đáp tuyến từ 33 cho đến 130Hz. Đấy, đây là một dòng súp nội địa cao cấp của Trung Quốc. Thì với cái mẫu này thì nó sẽ được sử dụng chiếc bát La Voici SAL184.03. Công suất pick của nó là 3000W và 8 ohm. Các bác nhé, rất khủng khiếp. Thì đây, hàng nhà em thì nói thật là em bán thì luôn luôn là cứ phải tụt hết quần, tụt hết áo ra cho các bác cùng xem. Loa thì luôn bao zin, bao xịn, bao chất cho các bác luôn. Đấy. Thùng vách thì bọn em đã vệ sinh sơn xi sạch sẽ để về các bác cứ việc dùng thôi. Khi nắp vào thì ở trên này nó sẽ có một cái lưới, một cái lưới. Đây này, nó chính là cái lưới này, em chưa vệ sinh này. Đấy, cái lưới nó đặt lên trên này, nó chắn bụi. Nó chắn bụi nhá, nên cái loa ở trong các bác nó hoàn toàn nó không bị bụi, không bị bẩn. Thùng rất là to và sâu. Con này thì nếu mà gia đình các bác chơi thì nên chơi ở những căn phòng khoảng 35 cho đến 40 mét thì nó sẽ phù hợp với cái mẫu này. Đấy. 40 có thể lên đến 50 mét sẽ phù hợp với cái mẫu này. Có bác nào mà đi kẹo kéo hay là sân vườn, kẹo kéo xe bé thì các bác cứ làm một cặp cho em. Một cặp này nó sẽ đánh gấu hơn một cặp súp kép sử dụng bát La Voici, được chưa? Đấy, còn bác nào làm sự kiện to tùy từng môi trường. Đấy, ví dụ ngàn người thì các bác cứ làm được khoảng 4 cặp thì cũng nhờ. Đẹp như này, đúng không các bác? Em bán chỉ có 10 triệu rưỡi một quả thôi các bác nhá. 10 triệu rưỡi một quả. Một cặp 21 triệu. Hai cặp của nó là 42 triệu hai cặp. Các bác đi làm tiện, gọn, nhẹ, đúng không? Không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ gì mà cái súp này nó nặng quá có bê được hay không. Thứ nhất đó là súp neo, cái thứ hai khi các bác cái súp đơn các bác bê thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Bê 4 chuyến được một cặp. Đặt vào rất là nhẹ nhàng, quả này có thể là một người khỏe là bê được. Như em là em bê được một quả. Đấy, còn như các bác như thế nào thì không rõ. Thùng vách thì thực sự là rất là chắc chắn. Chắc chắn. Đây, thùng của nó đây các bác này. Nó kiểu là dạng nửa mặt nửa hầm các bác nhé. Nó sẽ vát đây. Đây các bạn này. Vát đây. Đấy, thùng trên này. Thùng rất đẹp. Các bác đẹp như thế này thì xuống tiền thôi chứ, đúng không? Cần gì phải năn tăn nữa. Đáng tiền để chơi. Một dòng súp mạnh, uy lực. Mà cả các bạn đánh gia đình nó vẫn có cái sự mềm mại của trong cái súp uyển chuyển. Có cái màu âm thanh, có cái màu súp nó rất là hay, rất là phê. Ok các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Mẫu này em bán rất là nhiều rồi. Một năm qua em bán rất là nhiều các cái mẫu La Voici này rồi. Giá thành thì bây giờ hợp lý hơn những đợt trước. Nên các bác không có không có lý do gì là không chọn lựa nữa rồi. Giá rất yêu thương. Đây các bác này, khi nắp hoàn thiện xong đây, rất đẹp nhá. Đẹp lét luôn. Đấy, một hàng này mà bỏ ra mà dã thì thôi rồi. Tan nhà nát cửa. Các loại sắp này.
mê ly luôn.